Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thiết kế thi công nhà đẹp. Kính chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ bên cạnh những người thân yêu và cùng xem các mẫu thiết kế nhà đẹp của chúng tôi. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến những hình ảnh thiết kế nội thất cho không gian văn phòng. Đầu tiên là thiết kế văn phòng làm việc đẹp bằng khung thép tiền chế tại Hà Nội mang mã số 1. Với góc nhìn này, chúng ta có thể thấy được bàn làm việc của kế toán cùng một phần bàn làm việc của nhân viên, với bàn ghế văn phòng chủ yếu là các hàng có sẵn như ghế của Hòa Phát và một vài các chi tiết tủ, bàn cần phải đặt riêng để sản xuất. Không gian thiết kế rất rộng rãi và tràn ngập ánh sáng thiên nhiên sẽ mang lại cảm hứng làm việc cho nhân viên. Với góc view này, chúng ta có thể thấy được không gian của văn phòng rất rộng rãi và thoải mái. Đây là phòng làm việc giám đốc và cũng là phòng tiếp khách chính. Không gian rất rộng rãi và được kê thêm một bộ bàn ghế sofa tiếp khách, khu làm việc độc lập. Ngay phía trên tường của phòng giám đốc là logo, một biểu tượng không thể thiếu cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo các hình ảnh khác từ thiết kế văn phòng làm việc đẹp bằng khung thép tiền chế tại Hà Nội mang mã số 1 này nhé. Tiếp theo là mẫu thiết kế nội thất văn phòng mà công ty nhà đẹp thiết kế cho một công ty nghiên cứu khoa học của nước ngoài đặt trụ sở tại Việt Nam. Diện tích thiết kế văn phòng làm việc của công ty là 100m² và được bố trí với một phòng lễ tân ngay ngoài cửa, một phòng giám đốc, một phòng phó giám đốc, một phòng làm việc chung và một phòng nghiệp vụ kế toán. Chất liệu sử dụng cho mẫu thiết kế nội thất văn phòng này là gỗ công nghiệp Veneer lõi MDF xanh chống thấm, chống ẩm. Đây là loại vật liệu khá cao cấp trên thị trường gỗ công nghiệp hiện nay. Tông màu chủ đạo trong mẫu thiết kế nội thất văn phòng này là tông màu trắng, tông màu đen và màu gỗ. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tham khảo phần thiết kế phối cảnh tổng thể của mẫu thiết kế này trước nhé. Với góc view tổng thể này, các bạn sẽ hình dung ra được cách bố trí cũng như sắp xếp đồ trong các phòng. Đây là bàn làm việc của giám đốc và có góc view ra ngoài rất đẹp. Rèm cửa được sử dụng là rèm nhựa vẫn đang được ưa chuộng trong thời buổi hiện nay. Thiết kế nội thất văn phòng không thể thiếu phòng họp chung. Phòng họp là nơi sử dụng chung, nơi bàn giao công việc, giao ban và cũng là phòng sinh hoạt chung khi công ty có sự kiện, có công việc chung. Không gian khá rộng nên chúng ta có thể thoải mái sử dụng nhé. Đây là không gian làm việc cho toàn thể nhân viên và cũng liên thông tới phòng làm việc của kế toán. Phòng làm việc của lễ tân tiếp khách với tông màu chủ đạo là tông màu đỏ, đen và trắng. Đây cũng là nơi tiếp đón khách trước khi biết khách hàng đến gặp ai hoặc giải quyết các khâu công việc đơn giản trước. Trên đây, thiết kế thi công nhà đẹp vừa gửi đến quý vị hai mẫu thiết kế nội thất cho văn phòng. Quý vị có cảm nhận như thế nào về những mẫu thiết kế trên, hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Bấm đăng ký và nút chuông để luôn cập nhật các video mới nhất của nhà đẹp nhé. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.